Bài 4: Thiết lập các thông số cơ bản trong hộp thoại Internet Options. Một la mã. Mục tiêu bài học. Sau khi học xong bài học này, các bạn có khả năng: Thứ nhất, chọn trang chủ cho trình duyệt web IE. Thứ hai, xóa bỏ các thông tin truy cập vào các trang web khi duyệt web. Thứ tư, thiết lập các thông số trong hộp thoại Options của Internet Explorer. Hai la mã. Nội dung bài học. Để mở hộp thoại Internet Options. Các bạn sẽ đứng ngay chương trình Internet Explorer rồi nhấn Internet. Alt menu Dùng mũi tên lên xuống chọn Internet option rồi Enter hoặc là nhấn chữ O để vào Internet option. options Trong hộp thoại, các bạn sẽ làm quen với trang đầu tiên đó là trang General. Các bạn sẽ nhấn cái t, t để nghe lại trang. Title is Mục đầu tiên, các bạn nhấn insert tab để nghe. Home page address colon edit about colon blank. Home by address. Ở đây, mục address, các bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web mà các bạn muốn chọn làm trang chủ. Có nghĩa là khi các bạn mở chương trình Internet Explorer lên, mặc định trang chủ sẽ được load lên mà không cần các bạn phải gọi địa chỉ vào thanh địa chỉ. Nếu các bạn không muốn gõ, thì các bạn có thể nhấn tab đến mục kế. Tab, home page use current button. Home Page View current. Nếu các bạn muốn chọn trang web mà các bạn đang mở để làm trang chủ, thì các bạn sẽ nhấn khoảng trắng vào đây. View Default. Nếu các bạn muốn chọn trang mặc định làm trang chủ, thì các bạn sẽ nhấn khoảng trắng vào đây. Trang chủ mặc định của chương trình Internet Explorer đó là trang Microsoft. Sau đó các bạn nhấn tab một kế. Tab Home Page Use Blank Button to activate press space bar Alt plus B. Home Page Use Blank có nghĩa là dùng trang trắng làm trang chủ. Sau đó các bạn nhấn Tab đến mục tiếp theo. Tab Temporary Internet Files Delete Cookies dot 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 button. Delete Cookie tức là xóa thông tin người sử dụng. Khi bạn duyệt internet, đôi khi bạn cần trao đổi các thông tin với các website. Ví dụ như bạn kiểm tra email, nhập tên người dùng, nhập mật mã thì IE có thể tạo ra một tập tin để lưu các thông tin mà bạn đã nhập, giúp cho các bạn khi lần sau đăng nhập vào thì IE sẽ tự động điền. Các thông tin này được lưu lại thành một tập tin và tập tin này được gọi là cookie. Nếu các bạn muốn xóa cookie thì các bạn sẽ nhấn khoảng trắng vào đây. <laughs> Internet options, Delete code page. Delete cookies, Khi bạn nhấn vào, thì chương trình sẽ hỏi là có chắc chắn bạn có muốn xóa hay không. Chương trình hiện ra hai nút lựa chọn, OK là đồng ý. Các bạn có thể nhấn khoảng trắng hoặc Enter. Nếu không, các bạn sẽ S kép ra thoát khỏi hộp thoại. Ở đây tôi sẽ OK. Options, page. Files. Dot 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 các bạn nhấn tab đến mục tiếp theo. Delete file xóa các file tạm. Khi bạn duyệt web với IE, IE sẽ tạo ra các file tạm lưu các trang web bạn đã truy cập. Việc này nhằm giúp bạn lần sau truy cập các trang web đó nhanh hơn vì thông tin của trang web vẫn còn và được IE lưu lại trên máy tính. IE không cần phải tải lại những thông tin đang có sẵn. Kích hoạt nút này bằng khoảng trắng hoặc Enter

Tab temporary internet file settings dot 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 button. Một setting này để các bạn thiết lập những thông số lưu file tạm. Các bạn nhấn khoảng trắng để kích hoạt vào đây. Space Internet Options Dialog General Page Settings Dialog Check for newer versions of stored pages colon Never Radio Button Checked 404 To change the selection press up or down arrow Alt plus N Sau đó các bạn sẽ lựa chọn các mục lựa chọn trong đây rồi nhấn Enter để đồng ý Enter sao access tech newsletter vertical bar sao smcc -micro. Tiếp đó, các bạn sẽ nhấn tab đến mục là day to keep pay in history. Tab history days to keep pages in history colon edit spin box 20. Mục này, các bạn sẽ lựa chọn số ngày lưu địa chỉ trang web đã xem trong history. Khi diệt web, thì EO sẽ lưu lại những trang web trong mục history. Ở mục này, các bạn sẽ chỉ định ra số ngày lưu trang web đã xem trong history. Chẳng hạn như ở đây là 20 ngày. 20. Sau đó các bạn nhấn Tab đến mục tiếp theo. History. Các bạn có thể nhấn khoảng trắng vào đây để lia toàn bộ những website đã lưu trong History. Sau đó các bạn nhấn Tab đến mục tiếp theo. Color. Kích hoạt nút này để chọn màu cho các trạng thái khác nhau trên trang web. Các bạn nhấn Tab một kế. Tab Fonts Button to activate Press plus N. Phong, Phong chữ, kích hoạt nút này để mở một hộp thoại chọn phong. Đối với những trang web không chỉ định phong chữ, các bạn có thể vào hộp thoại này và chọn phong cho chúng. Sau đó các bạn nhấn Tab đến một kế. Languages Button to activate Press plus L. Language, chọn ngôn ngữ cho trang web. Có những trang web sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ở đây cho phép bạn thiết lập chế độ ưu tiên cho các ngôn ngữ. Sau đó các bạn nhấn tab một kế. Accessibility. Accessibility, kích hoạt nút này để mở hộp thoại thiết lập định dạng cho trang web. Trong hộp thoại này, bạn có thể yêu cầu IE bỏ qua những thuộc tính của văn bản như màu, kiểu chữ, vân vân. Sau khi thiết lập xong,

mức độ tin tưởng cho việc duyệt web. Các bạn nhấn cần trên tab tới trang Privacy. Privacy thiết lập mức độ tin tưởng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên internet. Các bạn nhấn cần trên tab tiếp. Content, page. Help you control. Content trang này cho phép bạn chặn các website, tức là không cho xem với những nội dung liên quan. Các bạn nhấn cần trên tab tiếp. Connect, trang kết nối. Ở trang này sẽ cho phép bạn cài đặt các thông tin kết nối Internet để tạo kết nối Internet. Trang tiếp theo đó là trang Program, cho phép bạn chỉ định các chương trình sẽ được kích hoạt khi EO có yêu cầu. Ví dụ, khi bạn kích hoạt liên kết gửi email, send mail link, EO sẽ gọi chương trình quản lý email, chẳng hạn như trong máy của mình là có chương trình Outlook Regret. Và tiếp đó, đó là trang event. Ở mục Review, ở trang event, các bạn có thể thiết lập một số thông số có liên quan và nâng cao hơn. Chẳng hạn như các bạn có thể tắt hình ảnh trên trang web bằng cách là nhấn chữ S. Ngay Review, các bạn sẽ nhấn chữ S cho đến mục là Show Picture. Ở đây, các bạn có thể nhấn khoảng trắng để bỏ chọn mục này thì khi các bạn duyệt một trang web các hình ảnh sẽ được tắt sau khi hoàn tất việc lựa chọn trong hộp thoại Internet Option, các bạn sẽ nhấn tab OK và kích hoạt lưu lại tất cả những thiết lập trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn hộp thoại Options chúc các bạn sẽ duyệt web tốt hơn với bài học này